Cô thân ái chào mừng tất cả các em đã quay trở lại với khóa học trực tuyến Khoa học tự nhiên lớp 7 của trang web olm.vn Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một số thí nghiệm liên quan đến sự hút nước và thoát hơi nước ở thực vật Cùng tìm hiểu nội dung của bài thực hành chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước thí nghiệm này có sử dụng đồ thủy tinh dễ vỡ và vật dụng sắc nhọn hãy cẩn thận khi thao tác và thực hiện thí nghiệm dưới sự giám sát của người lớn bài thực hành này sẽ cần chuẩn bị một số dụng cụ mẫu vật và hóa chất như sau cốc thủy tinh dao mổ kính lúp túi ni lông cây cần tây chuẩn bị hai cây trồng cùng loài trồng trong chậu đất ẩm cuối cùng đó là màu thực phẩm cô chuẩn bị hai loại màu thực phẩm đó là màu đỏ và màu xanh dương các em hoàn toàn có thể sử dụng các màu khác ví dụ như màu vàng màu tím hay màu xanh lá sau khi đã chuẩn bị xong chúng ta sẽ cùng tiến hành thí nghiệm nhé một thí nghiệm chứng minh thần vận chuyển nước đây là thí nghiệm khá đơn giản và rất dễ thực hiện về mẫu vật các em có thể thay thế cần tây bằng hoa cúc trắng hoặc hoa hồng tuy nhiên thời gian vận chuyển nước sẽ lâu hơn do đó để quan sát được thí nghiệm một cách nhanh nhất thì cô sẽ tối ưu bằng cách chọn cần tây cây cần tây có phần thân rất ngắn phần cuống lá lại dài nên nước và các chất khoáng sẽ được vận chuyển qua thân rất nhanh để vào mạch gỗ ở cuống lá, sau đó thoát hơi nước ra ngoài. Thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước sẽ được tiến hành thông qua 3 bước được mô phỏng như sau. Bước đầu tiên, cẩn thận dùng dao mổ, sau đó cắt ngang qua phần cuống lá của cần tây. Hãy cắt gần sát gốc các em nhé. Thao tác hoàn thành, chúng ta sẽ thu được hai cành cần tây như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị nước màu. Dùng hai cốc thủy tinh. Cho vào cốc thủy tinh một lượng nước vừa đủ, sau đó pha với màu thực phẩm. Hãy pha đậm một chút thì khi quan sát thí nghiệm các em có thể thấy rõ ràng hiện tượng hơn. Sau khi đã pha nước màu xong, chúng ta sẽ tiến hành cắm lần lượt hai cành cần tây vào mỗi cốc đựng nước màu. Chúng ta sẽ để yên như thế này trong khoảng thời gian từ 30 đến 60 phút. Trong khoảng thời gian chờ này thì hãy lưu ý quan sát sự thay đổi của cuống lá và lá của cần tây ở trong cốc nước pha màu xanh và cốc nước pha màu đỏ. Chúng ta có thể thấy rất rõ ràng sự thay đổi về màu sắc lá của hai cành cần tây này. Bước 2. Dùng dao mổ cắt ngang phần cuống lá cần tây có lá bị nhuộm màu thành các đoạn ngắn. Cô sẽ thu được hai đoạn cuống lá tương ứng như sau. Đây là cuống lá của cành cần tây được cắm vào cốc nước màu xanh, và đây là phần cuống lá của cành cần tây cắm vào cốc nước màu đỏ. Hiện tượng này chúng ta hoàn toàn có thể quan sát được bằng mắt thường. Tuy nhiên để thấy rõ ràng hơn, cô sẽ sử dụng đến kính lúp. Bước 3. Sử dụng kính lúp quan sát phần mạch dẫn ở trong các đoạn cuống lá. Đây chính là phần mạch dẫn chúng ta có thể thấy phần mạch dẫn sẽ không phân bố đều ở trong phần cuống lá mà nó sẽ phân bố gần phần mép ngoài đúng không nào với phần cành còn lại này cô sẽ tiến hành bóc tách phần vỏ ngoài các em có nhìn thấy những phần mạch dẫn này không nhỉ cô đang liên tưởng những phần mạch dẫn này đến những ống hút nước đấy các em ạ bây giờ các em hãy quan sát lại màu sắc của lá Màu sắc của mạch dẫn ở những cành cần tây tương ứng đã cắm vào cốc nước màu. Mô tả lại hiện tượng và giải thích tại sao lá và mạch gỗ ở trong thân lại đổi màu theo màu của nước ngâm. Xin chúc mừng các em, câu trả lời rất chính xác. Hiện tượng thí nghiệm ta đã quan sát được đó là khi cắm cành cần tây vào hai cốc nước pha màu sau 30 đến 60 phút. Đối với cành cần tây cắm trong cốc nước màu xanh, lá dần chuyển sang màu xanh, còn đối với cành cần tây cắm trong cốc nước màu đỏ thì lá đã chuyển sang màu đỏ. Khi ta dùng dao cắt ngang qua phần cuống lá thì có thể thấy phần mạch cũng bị nhuộm màu tương tự. Phần mạch tập trung phân bố ở phía viên ngoài này, đây chính là mạch gỗ. Các em còn nhớ chức năng của mạch gỗ là gì không? Mạch gỗ có chức năng vận chuyển nước đấy các em ạ. Ở thí nghiệm này thì mạch gỗ đã vận chuyển nước pha màu lên trên phần lá. Do đó thì cả lá và mạch gỗ đều có màu tương ứng của nước ngâm. Màu của nước ngâm màu xanh. Màu của nước ngâm màu đỏ. Chúng ta đã hoàn thành xong thí nghiệm 1. Tiếp theo tiến hành thí nghiệm số 2. Thí nghiệm chứng minh là thoát hơi nước. Thí nghiệm này sẽ gồm 4 bước. Bước 1: Chuẩn bị hai chậu cây giống nhau. Sau đó đánh dấu chậu A và chậu B. Bước 2: Tiến hành ngắt toàn bộ lá ở chậu A, còn ở chậu B giữ lại nguyên lá. Các em chỉ ngắt phần lá, còn phần cành thì vẫn giữ nguyên các em nhé. Bước 3: tiến hành chùm túi ni lông trong suốt lên cây trong chậu A và chậu B. Chú ý là chùm kín toàn bộ phần lá cây, sau đó buộc kín miệng túi. Sau khi đã thao tác xong và nhận được kết quả như thế này, chúng ta sẽ tiến hành đặt hai chậu cây ra ngoài sáng. Ta sẽ để chậu cây như thế này trong khoảng thời gian từ 15 đến 30 phút. Cô sẽ để 30 phút để quan sát thí nghiệm được rõ hơn. Bước 4. Sau khoảng thời gian là 30 phút thì quan sát hiện tượng xảy ra ở mặt túi ni lông chùm cây lên chậu A và ở chậu B. Bây giờ các em hãy quan sát xem thí nghiệm mô phỏng của chúng ta phần túi ni lông có thay đổi gì ở hai chậu A và chậu B nhé. Các em đã thấy gì nào? Hai chậu cây này có hiện tượng giống nhau hay khác nhau? Rất chính xác. Chúng ta thấy ở chậu A thì túi ni lông vẫn trong suốt như vậy. Còn ở chậu B thì túi ni lông đã bị mờ, đục hơn do có hơi nước bốc lên. Hình ảnh thực tế khi tiến hành thí nghiệm ở chậu B. Ban đầu túi ni lông rất trong suốt. Sau đó túi đã bị mờ và đục hơn rất nhiều do có hơi nước thoát ra. Các em hãy cùng quan sát hiện tượng sau đây để thấy rõ được lượng hơi nước tích tụ làm túi ni lông mờ đục nhiều như thế nào nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hai thí nghiệm. Hai thí nghiệm được tiến hành với những hiện tượng khác nhau. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng tổng kết kết quả của ngày hôm nay nhé kết quả thí nghiệm sẽ được trình bày thông qua bảng dựa vào những gì các em vừa quan sát được và sự mô tả thí nghiệm ở phần trước các em hãy hoàn thành bảng kết quả thí nghiệm thông qua câu hỏi tương tác sau đây nhé các em làm rất tốt chúng ta có hiện tượng kết quả của thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước đó là lá cần tây có sự chuyển màu xanh hoặc đỏ tùy theo màu của nước trong cốc pha. Phần mạch dẫn cũng sẽ bị nhuộm màu tương tự. Thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước có hiện tượng và kết quả đó chính là túi ni lông bị mờ đục, thấy rõ được nước đọng ở mặt trong của túi. Cuối cùng chúng ta sẽ đi giải thích kết quả của các thí nghiệm và rút ra kết luận. Cô có hai câu hỏi sau đây. Một. Tại sao trong thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước lại phải sử dụng nước pha màu? Và câu hỏi số 2 Tại sao trong thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước lại phải chùm túi ni lông trong suốt và kín toàn bộ phần lá cây? Dựa vào những kiến thức khoa học đã học, em hãy đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này nhé! em, câu trả lời rất chính xác. Chúng ta cần phải sử dụng nước pha màu. Vì nước pha màu sẽ giúp chúng ta dễ quan sát sự thay đổi màu của lá và của thân cây. Ở thí nghiệm 2, chúng ta sử dụng túi ni lông trong suốt. Vì khi chùm túi ni lông trong suốt thì sẽ quan sát hiện tượng mờ đục do hơi nước dễ dàng hơn. Cần phải chùm kín toàn bộ phần lá cây. Để hơi nước từ lá thoát ra ngoài sẽ không bị thoát ra không khí từ những thông tin trên thì các em có kết luận gì cho hai thí nghiệm ngày hôm nay đúng rồi kết luận của thí nghiệm ngày hôm nay đó là đối với thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước mạch gỗ ở trong thân đã vận chuyển nước pha màu lên lá nên cả lá và mạch gỗ đều có màu của nước pha màu trong cốc ngâm Thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước Hơi nước từ lá thoát ra sẽ làm mờ đục túi ni lông Các em đã làm thành công bao nhiêu thí nghiệm? Hãy chia sẻ cùng cô và các bạn bằng cách bình luận xuống dưới video bài học này nhé Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi Cô cảm ơn các em đã theo dõi nội dung bài học Để luyện tập và tương tác thêm Hãy truy cập vào trang web olm.vn theo đường link ở phần mô tả Đừng quên ấn theo dõi kênh, học trực tuyến OLM nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những video sau.